Giao lưu anh em một hồi sung mật nha anh em, còn gọi là cây vả nha anh em nha, cây cực kỳ quái anh em. Phôi này nặng trọng lượng nó khoảng tầm 75 kg đến 80 kg nha anh em, khoảng tầm 75 kg hai người khiêng anh em. Cây phải nó cực kỳ đẹp quái, nó sánh một cây cũ nạc tròn vo luôn. Hoành ngang cái cũ nạc này là 155 và có chiều cao của nó 115 nha anh em. Đó rỡ tơ rỡ cám thì nó rất là nhiều anh em ơi. Cái cũ này nó sánh nè, em thấy không? Sánh rất đẹp luôn anh em nha. Một khoai sung mật nha anh em, còn gọi là cây vẽ nha, cây rất khủng nha anh em, rất đẹp luôn anh em ạ. À, cao 1m15, còn hành tổng cái bú này là 155 nha anh em. Cây này khoảng 75 kg. Anh em nào hợp thì giao lưu ủng hộ nha. Rồi em kết thúc video, chào anh em.